Hello, xin chào tất cả nhé. Hôm nay anh Hoàng sẽ so sánh về cái độ mượt giữa con Hamza K5 và cái con dâu xe bờ đồ thì hai con này là đều chơi game được trên hệ điều hành iOS nhé nhưng mà cái con Hanzo K5 nó sử dụng cái công nghệ cũ nên là nó chỉ chơi game được bắt đầu từ 13.3.3 đổ xuống thôi còn cái con dâu xe bờ đồ này nó chơi game trên được những cái dòng iOS cao chỉ cần máy của anh ra Black được là có thể chơi game được trên cái dòng iOS cao nhé đó hiện tại là những cái gọi là máy mà hỗ trợ ra Black ấy tối đa hiện tại là 14.8 còn iOS 15 thì hiện tại vẫn chưa ra Black được thì chúng ta cần phải đợi những cái gọi là pháp sư nhé ở đây em so sánh trên cái máy iPad A3 của em thì cái con máy này nó đang chạy cổng Lightning Nó sẽ hơi kém hơn so với những cái máy mà chạy cổng taxi si. Đấy nhưng mà các anh thông cảm giúp em nhá Tại vì ở đây em có mỗi con A3 thôi nhá Ok tất cả anh Ở đây em đã kết nối cái con Joseph rồi Và em sẽ vào ứng dụng câu Blink này Và vào cái phần test phím này Để test cái độ mượt của nó nhé Thì các anh có thể thấy, thấy ở đây Thì khi cái độ mượt của nó sẽ hiển thị bằng cái độ mượt của cái khi em di chuyển này cái con chấm tròn tròn này đó khi em di chuyển này thì nó sẽ tương ứng với độ mượt nha ở đây em đã ghi lại màn hình rồi thì tí em sẽ gọi là cắt cái video này ra và sẽ đưa vào hai cái video để so sánh các anh cùng xem nhé đó ở đây thì cùng một con chuột và cùng một cái lót chuột nhá rồi ok em sẽ thực hiện thao tác này về kép eq nhé rồi và em sẽ bắt đầu di này đó thì các anh thấy chưa thì trên cái những cái thiết bị bờ tút ý, thì chúng ta di ấy, nó sẽ hơi bị kiểu như là bị chậm hơn một chút so với những cái thiết bị cắm dây Những cái thiết bị cắm dây thì chúng ta di độ mượt nó sẽ tốt hơn một chút nhá Đây là cái cảm nhận cá nhân của em Hoàng trên cái con iPad Air 3 và con dâu xe bờ này nhá Ok tiếp theo là em sẽ vào game em sẽ test thực tế cho các anh cùng xem nhé Đây là đây, em sẽ di chuyển này Ok nhá Tiếp theo, nãy em tham K5 này, ở đây em sẽ di cho mọi người cùng xem này, đó, vừa di chuyển vào EQ này. Ok chưa? Mọi người thấy thì cái con Hanzo K5 nó mượt độ mượt với cả cái độ ổn định nó rất là ok nha, nó không kiểu bị giật giật khi kiểu dùng những cái thiết bị Bluetooth ấy. Đó, rất là ok luôn mọi người nhé Rất là ngon luôn. Tiếp theo, ở đây em sẽ vào game em test thực tế cho mọi người cùng xem nhé Đó, mọi người thấy chưa? Độ mượt chưa? Đó. Ok chưa? khi mọi người chơi con ham do k năm ấy thì cái độ mượt nó sẽ đem lại cho chúng ta một cách ổn định nó rất là cao luôn tại vì nó sử dụng cắm dây còn trên những cái con kiểu dâu xeo này thì độ mượt nó sẽ hơi kém hơn so chúng ta sử dụng cái thiết bị bờ tút thì khi sóng nó chuyển từ cái con này vào trong cái máy tính bảng của chúng ta ấy hay cái điện thoại của chúng ta thì cái độ mượt nó sẽ kém đi rất là nhiều nhá đó đấy là để mà em Hoàng chấm điểm và đánh giá thì cái con Hanzo K5 hiện tại nó đang là mượt nhất ở cái thời điểm hiện tại bây giờ rồi trên cái dòng hệ điều hành iOS ấy, không có một con nào mà mượt hơn cái con Hanzo K5 cả đó thì em sẽ chấm con này là 10 điểm đúng không tại vì nó là mượt nhất rồi còn trên cái con dấu xe Pro này thì em chấm điểm về cái khoản mà độ mượt của nó ấy, thì chỉ được khoảng là 8,5 điểm thôi, nó không thể là được 10 điểm được tại vì cái độ mượt của nó nó kém hơn cái con Hamza K5 khá là nhiều nha. Tại vì khi chúng ta di di con chuột ấy, nó sẽ bị kiểu hơi bị đuổi theo đuổi theo một chút ấy nên là chúng ta khi bắn ấy thì cái độ chuẩn xác nó sẽ hơi kém hơn một chút. Đó thì cái gì em cứ phải nói thẳng nói thật với nhau đúng không? Nhưng mà cái con phụ kiện này nó nhận được rất là nhiều thao tác ấy. Con này hiện tại đang nhận khoảng là 11 thao tác cơ. Đó còn trên Hamza K5 thì nó sẽ nhận được ít thao tác hơn, nhưng mà độ mượt nó sẽ kém hơn thì chúng ta phải đánh đổi nhé Và cái con này chưa được trên hệ điều hành iOS cao và con Hanzo k nó không làm được nhá. Rồi ok, cảm ơn anh trai Xin chào anh ra bye bye. Nhé có gì anh ra đặt hàng cái cục dấu sơn bờ đồ hoặc là hàn do k năm ủng hộ em hoàng nhá cảm ơn cả nhà nhá. xin chào cả nhà bye bye nhá